chị ạ? Em là chị. Chị muốn spa đồ không ạ? Ừ, chị muốn spa thế này em ạ. Ừ, xem giúp chị. Chị muốn làm sạch hay là làm mới túi ạ? Ờ, chị muốn cả hai dịch vụ. À, vâng. Để em kiểm tra qua xem túi của chị cần làm những gì. Túi của chị thì em nghĩ là chị nên làm sạch chuyên sâu và mạ lại khóa cho khóa là mới. Dạ vâng, tại vì túi của chị còn khá mới. Tư vấn giúp chị nhá. Dạ vâng. À, để bảo em bảo bạn ấy làm phiếu hóa đơn cho chị nhá. Dạ vâng. Tôi thì có nhiều cái nhu cầu về vấn đề là làm sạch spa túi. Cho nên là tôi thường tìm hiểu đến những các dịch vụ mà spa túi tại Hà Nội. Ở Hà Nội hiện nay thì có khá nhiều đơn vị cung cấp những cái dịch vụ. Mình chọn ở đây tại vì là ở đây thì chất lượng dịch vụ đánh giá thì là rất là tốt mà lại giá cả thì hợp lý. Đây là chiếc thiếu Autoly đã xử lý cho chị, chuyển màu sang màu đen như yêu cầu của chị hôm trước. Mời chị kiểm tra. Đây là hiện trạng ban đầu của chiếc túi của chị ạ. Thì phần da bóng, ngả màu, loang lổ, rất nhiều vết lem là do đặc điểm đặc trưng của da bóng đấy. Okay. Thì bên em đã tư vấn cho chị là đổi sang màu đen, vừa bền vừa dễ dùng mà lại rất là đẹp. Thì chị có thể kiểm tra chất lượng. Trong cái gói này thì bọn em có miễn phí cho chị dịch vụ làm sạch chuyên sâu và diệt khuẩn. Có khử tất cả các nấm mốc mà có hại cho sức khỏe. Phía bên trong chị có thể kiểm tra từng đường kim mũi chỉ lót này. Rồi đến khóa, khóa có chị bị oxy hóa thì bọn em đã làm sạch. Chị có nhìn thấy là bây giờ rất là sáng bóng. Về phần da thì màu đen đều đẹp và giữ nguyên được độ bóng của màu da túi nguyên bản. Chị kiểm tra giúp em xem chị có ưng ý không ạ và có yêu cầu gì thêm không ạ? Chị rất là ưng. Vâng, cảm ơn chị. Thật sự là một cái túi đã định tức là không dùng đến nữa mà không nghĩ là nó có thể thay đổi một cái cách. Không thể biết dùng cái từ như nào, nói chung là cảm thấy rất là ưng ý. Vâng, em nghĩ là chị dùng cái túi này rất là đẹp. Cái túi này là ông xã chị đi công tác tặng chị. Nhưng mà ở nhà thì không biết bảo quản ấy. Cái kỷ niệm tức là từ lâu lâu lắm rồi mà cứ nghĩ là bây giờ mà thay thế bằng một chiếc túi khác thì không thể bằng nó được. Vâng. Mà không nghĩ là cái này là phải cảm ơn bên Autoly rất là nhiều. Tiếp xúc với khách hàng này, chế độ hậu đãi với khách hàng này. Rồi tức là kể cả những cái bảo hành sau khi spa túi. Chứ không phải là khách cứ lấy về xong là xong. Thì các bạn ấy đều là làm rất là ok. Vì thật sự là tôi là một khách hàng rất khó tính. Bọn mình bén duyên với cả cái nghề kinh doanh hàng hiệu này cách đây khoảng 10 năm. Khi đấy thì ở Việt Nam cái khái niệm kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng nó còn rất là mới mẻ. Trong khi đấy các nước phát triển lúc đấy đã rất là phổ biến rồi. Kinh doanh cái nghề này thì mình cũng có cơ hội tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng. Người ta đi nước ngoài, người ta mua những cái đồ hàng hiệu đã qua sử dụng để về thì mình cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên là bởi vì sao cái tình trạng của những chiếc túi đấy nó rất là mới. Trong khi là cái năm sản xuất nó phải mười mấy 20 năm rồi. Lúc đấy thì mình trong đầu mình nghĩ là hay là do ý thức người dân người ta sử dụng đồ người ta được mới như vậy. Thật ra là sau khi tìm hiểu thì mình biết là mình mới biết đến cái dịch vụ spa phục chế hàng hiệu này và rất là tò mò về nó. Thì sau đấy là hai vợ chồng cùng nhau đi rất là nhiều nước để tìm hiểu nhưng mà cũng không có thu lại được cái kết quả gì nhiều. Nó cũng khá là nản và gần như là bỏ cuộc. Sau bẵng một thời gian thì bọn mình cũng không có tìm hiểu về nó nữa. Nhưng trong một lần tình cờ là một chuyến đi công tác tại Thái Lan là bọn mình đi là để
trao đổi hàng hóa cũng như là kinh nghiệm với cả các cái cửa hàng kinh doanh như bọn mình ở bên Thái Lan, thì lại được họ giới thiệu cái cơ sở spa hàng hiệu này uy tín và nổi tiếng nhất ở Thái Lan. Thì mình cũng không hy vọng nhiều đâu, nhưng mà mình vẫn liên hệ với họ và được họ dẫn đi tham quan các cửa hiệu cũng như là xưởng, rồi là các quy trình công nghệ của họ. Thì phải nói là thật sự rất là bất ngờ và cảm thấy rất là thỏa mãn với cả những cái gì mà bọn mình được nhìn thấy. Bởi vì là thời điểm mà mình được gặp họ ấy là họ đã kinh doanh được mười mấy năm rồi, mà cái kinh nghiệm của họ có rất nhiều. Và cái chất lượng cũng như các quy trình khắt khe của họ hoàn toàn là đáp ứng được những cái mà mình đang mong muốn. Khi mà mình biết họ thì mình cũng không phải là có thể ký hợp đồng được ngay với họ để họ có thể nhượng cái những cái công nghệ đó cho mình đâu. Mình cũng phải mất rất nhiều thời gian đi đi lại lại, phải đến 3 lần sang Thái để đáp ứng những cái yêu cầu khắt khe của họ, cũng như là ký hợp đồng, rồi là những cái quy định khác. Sau đấy thì mình mới, hai vợ chồng mình cũng thu xếp công việc ở nhà sang đó cùng với 3 người thợ chính nữa, sang đó học và ăn ở bên Thái Lan, đi về về trong suốt 1 năm trời thì mới có thể hoàn thành xong những cái gọi là cơ bản nhất. Bọn mình phải lao động như những người thợ thực thụ, đầu tóc, quần áo, chân tay là lấm lem màu. Nhưng mà lại cảm thấy rất là yêu nghề và đam mê nó. Khách làm sạch chuyên sâu, những cái này của khách rất chi là bẩn. Em làm kỹ các cái đường chỉ, các cái lỗ chỉ này cho khách nhé. Và cộng thêm với cả em lau khóa, lau những cái chi tiết kim loại này cho khách thật kỹ nhé. Cái này của khách là nhuộm, em làm nhuộm sang màu ngấm đen cho khách và làm sạch chuyên sâu ở trong cái lòng này. Em xem trong lòng vải nó bẩn, em làm sạch kỹ. Cái túi này là mình xử lý những vết chầy ở viền nắp ngoài, vết xước trên quai, gài miệng, làm sạch chuyên sâu. Cái này em làm sạch chuyên sâu xong thì em sẽ chuyển lên phòng màu để phòng màu làm những cái vết xước ở trên mặt này như thế này, và cái vết trên quai này, đây vết xước, những cái vết xước trên quai này. Làm cái nghề này thì thợ ở đây thì như mọi người phải tỉ mỉ, cũng cần phải có một chút khéo tay. Nghĩa là những cái vết rất nhỏ như thế này, mình nếu như mà làm bình thường không, nếu như không để ý thì nó sẽ bị loang rộng cái vết này của khách ra. Thế nhưng mà mình ở đây thợ thì làm rất là khéo, nó sẽ không bị loang cái vết đấy ra. Em có sẽ gắn bó lâu dài. Những người thợ để mà có thể đáp ứng được với cái công việc này là những người thợ cực kỳ tỉ mỉ, cẩn thận và cầu toàn. Mình phải truyền dạy những cái kiến thức cơ bản trước, cũng như là các cách phân biệt các loại da. Mỗi một loại da nó có một cái đặc tính khác nhau, mình lại cần phải có cách xử lý và cách sử dụng hóa chất khác nhau. Chứ nếu mà bạn không hiểu rõ về cái sản phẩm mà mình đang làm ấy, thì cái việc là để xảy ra những cái lỗi hay là những cái tai nạn đối với cái đồ hàng hiệu của khách nó rất là dễ xảy ra. Đặc thù của công việc phục chế này, nó hoàn toàn không có công thức, mà là mỗi một loại túi, mỗi một loại da bạn lại phải linh hoạt và điều chỉnh khác nhau. Không phải là chúng tôi đi học từ bên Thái Lan về mà chúng tôi có thể áp 100% hoàn toàn về Việt Nam và có thể làm được ngay tất cả các đồ của khách, bởi vì là các hãng luôn luôn là ra những cái mẫu mã túi mới, những cái loại da mới, những cái dòng túi mới, luôn luôn phải nghiên cứu cái công nghệ mới phù hợp. Cái xu hướng dùng đồ, sử dụng đồ của hai đất nước hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là những cái sản phẩm da bóng hay là những cái da có ánh kim ở Thái Lan hoàn toàn là họ không dùng nhiều, nhưng mà về đến Việt Nam thì gặp rất nhiều trường hợp đấy. Cho nên là sau một thời gian dài mất ăn mất ngủ, phải nói là mất ăn mất ngủ để nghiên cứu thành công ra những cái công nghệ mới đó, thì hiện tại là mình cũng khá là tự tin để khi mà nhận những cái yêu cầu khó như vậy của khách.
làm cái nghề này thì như bạn biết là hoàn toàn là các sản phẩm rất là đắt tiền của khách hàng, toàn là những khách hàng khó tính. Họ yêu món đồ cho nên là họ muốn phục chế nó để tiếp tục sử dụng. Có thể nó là nó không phải là về giá trị nữa mà nó là cái kỷ niệm của người ta. Cho nên là nếu để xảy ra sơ sót gì sẽ rất là khó để giải quyết với khách. Cho nên là bọn mình rất khắt khe trong từng khâu, từng công đoạn với nhân viên, hạn chế nhất có thể những cái lỗi có thể xảy ra. Khi mà mình giúp khách hàng người ta phục chế được một cái món đồ mà là cái kỷ niệm đáng quý của người ta, thì mình cảm thấy là đã làm một cái việc làm rất là ý nghĩa. Hôm nay nhận chỗ đồ này của một chị khách hàng cũ mà chị rất là khó tính. Những sản phẩm như này là phải làm cực kỳ cẩn thận để em lưu ý với cả em màu. Phải làm thợ làm phải hết sức cẩn thận, những người khó tính mình phải làm hết sức cẩn thận. Không, những cái này là phải làm cẩn thận rồi, như là những cái chất liệu nhung và da rắn là làm phải giao cho thợ chính làm, mình không để cho thợ phụ làm. Mà tình hình đợt này là hàng nhận lên nhiều đấy, thì chắc là phải tuyển thêm người. Em tuyển thêm thợ đi. Thêm người và đào tạo. Còn phòng màu bây giờ đang bị quá tải. Mạnh danh dặn này. Đây, những sản phẩm này là em làm sạch cực kỹ nhá. Khách hàng yêu cầu dàn đế ý, đế vibram màu base. Theo màu ấy. Theo màu đế dày. Đế dày nhá. Thì em chú ý các mép dày, dán cho người ta thật sắc nét, thật mỏng, khít. Một đất nước mà càng phát triển thì cái dịch vụ spa làm sạch đồ hiệu này nó sẽ càng nhiều. Hiện tại đất nước mình vài năm nay cũng rất ok về chuyện đấy. Hiện tại mình đưa từ Thái Lan về các cái công nghệ được làm tốt nhất. Hai vợ chồng mình thì từ lúc lấy nhau đến bây giờ thì cũng hai bàn tay trắng. Và chính vì như thế là mà luôn luôn là đồng cam chịu khổ, những lúc sướng nhất hay những lúc khổ nhất đều có nhau, thì mọi công việc nó đều sẽ thuận. Autoly đã triển khai được hai chi nhánh chính ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Sắp tới thì bọn mình đang mở rộng thêm các điểm nhận hàng để thuận tiện hơn cho khách. Nhu cầu ăn ngon mặc đẹp của người dân Việt Nam hiện nay là càng ngày càng tăng cao. Do đó là khi mà bạn bỏ tiền ra một cái món tiền rất lớn để mua một món hàng hiệu thì bạn sẽ không bao giờ tiếc tiền để có thể phục chế nó, thay vì là bạn bỏ nó đi và bạn mua một món đồ mới. Và đấy là cơ sở để bọn mình tiếp tục phấn đấu và phát triển nó. Cái cơ sở và cái nền tảng mà có được ngày hôm nay là cái công sức của hai vợ chồng mình cùng nhau xây dựng và phát triển. Nghề nào cũng thế, cũng có những cái khó khăn và không phải là lúc nào cũng thuận lợi. Và khi mà gặp những khó khăn đấy thì có cái người bạn đồng hành cùng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau thì cảm thấy rất là tự tin hơn để tiếp tục trên cái con đường mà mình đã chọn.